Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Blog. Video ngày hôm nay Danh sẽ báo giá xe và Danh cũng sẽ review chi tiết chiếc Binh X V4 đời 2024 cho các bạn tham khảo nha. Chiếc xe này là chiếc xe Danh trong ngày hôm nay Danh sẽ đi mua nè các bạn. Sáng ngày hôm nay Danh đăng cái clip này lên rồi chiều ngày hôm nay Danh sẽ đi mua. Sau khi đi mua về Danh sẽ review đánh giá thật chi tiết cho các bạn tham khảo nha. Những anh em nào đang dự định mua Binh X thì anh em có thể tham khảo giá cũng như là tham khảo các video mà Danh đánh giá chiếc xe này sau khi mua nha các bạn. Đầu tiên để Danh báo giá cho anh em tham khảo nha, giá của chiếc xe này nếu mà Danh mua trong chiều nay luôn lăn bánh luôn là trên dưới 32 triệu nha các bạn. Trên 32 triệu một chút xíu nha, trên 32 triệu một chút xíu. Nếu mà Danh mua trong chiều nay nha, còn qua 2-3 bữa nữa là nó sẽ hết chương trình khuyến mãi là nó sẽ tăng lên nha các bạn. Nếu trong chiều nay Danh đi mua thì nó lăn bánh luôn, nó trên 32 triệu một chút xíu. Rồi đó là giá cho các bạn tham khảo nha. Anh em nhìn một vòng chiếc xe rất là đẹp luôn, chiếc xe này rất là đẹp. Nhìn ở ngoài rất là đẹp nha các bạn. Càng nhìn thì Danh thấy nó càng đẹp. Đây là chiếc màu trắng đen phiên bản 2024. Mặt nạ của nó thì anh em thấy là nó được sơn màu đen bóng. Danh chưa có bóc tem luôn đó các bạn, chưa mua nên chưa dám bóc tem. Chiều nay Danh sẽ mua. Rồi đây là chiếc đây là cái mặt nạ của nó thì phía trước nó được sơn màu đen, màu trắng bóng nha anh em, màu trắng bóng kết hợp với màu đen nhám. Về trắng bùn thì cũng được sơn màu trắng luôn, trắng bóng. Anh em nhìn chiếc xe rất là đẹp luôn, chiếc xe này rất là đẹp nha các bạn, thật sự. Giá quá tốt. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 1,98 lít trên 100 cây số thì tính ra một lít xăng nó chạy cũng tầm khoảng 50 cây số nha anh em. Cái đầy đĩa của nó rất là to, lớp trước lớp sau đều rất là to luôn. Chưa bao giờ Danh thấy Binh X mà giá xe nó rẻ như lúc này luôn các bạn. Lúc trước tới giờ nó nằm từ 40 mấy triệu đổ lên mà chứ nó không có khi nào nó xuống tới mức 32 triệu như lúc này. Cổ vô à. Xe rất là hầm hố nha anh em, nhìn cái bề thế nó hầm hố đẹp lắm. Cho nên Danh quay cận cảnh cho anh em xem từ màu nước sơn cho tới tem xe, các chi tiết trên xe đều được thiết kế rất là đẹp luôn. Nước sơn rất là bóng luôn. Đây là khu vực lốc máy của nó nè các bạn. Lốc máy được sơn màu đen nhám. Có tem Honda luôn. Đây anh em tem xem chữ tem Binh X nè. Rất đẹp luôn. Phía sau này bánh sau của nó rất to nha, lớp 120 nha các bạn. Đèn hậu của nó thì cũng khá là đẹp. Bánh xe rất là to, rất là đẹp luôn, hầm hố. Rồi. Giá là hơn 32 triệu một chút xíu nha anh em, lăn bánh luôn nha. Danh đang ở thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang nha các bạn, thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang nha. Còn anh em ấy ở mà tỉnh khác thì không có giá này đâu nha. Giá này là Danh nghĩ là rẻ nhất rồi, không có chỗ nào rẻ hơn giá này nữa đâu. Rất là đẹp luôn. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video Danh đi mua xe cũng như là Danh sẽ đánh giá review các clip sau nha. Rồi chào anh em nha.